Đẩy rồi. Ui đẩy rồi, đẩy rồi nha mọi người. Ê hàng rồi, hàng rồi. Ui. Đẩy rồi. Ui đẩy rồi, đẩy rồi nha mọi người. Đẩy rồi. Ui đóng. Đẩy rồi. Ui. Đây quay cho anh em xem khung cảnh một tí nhé. Đây nó là nước nợ anh em ạ. Hôm nay cái là nó chẳng có sóng gió gì, mỗi tội trời hơi oi oi nắng. Kiểu như là đây anh em nhìn thời tiết nó vừa mới mưa xong đấy, cứ oi oi. Có chịu lắm các bạn, toát hết mồ hôi. Quay cho anh em xem khung cảnh một tí. Chúng nó rộng bát ngát luôn. Nhiều anh em ở trên kênh cứ hỏi là bác câu ở chỗ nào, vị trí nào thì em đến câu cùng đấy. Thì cái đợt đầu tiên em cũng dẫn nhiều bác đi về sau thì hầu như các bác ấy đến toàn phá ổ ấy. Hết quần, nó quần chung là quần be bét hết ổ ra, thành ra là sau em cũng không muốn dẫn đi nữa. Bởi vì cái đến anh em thấy có cá bắt đầu là nào là kích, nào là lưới, là hầu như bét ổ luôn. Em đi đánh cái này thì em phải nuôi ổ hàng tuần trời ấy, không phải ít. Và nó phá mất ổ rất là tiếc, nên là em cũng không muốn chia sẻ với anh em. Nên đợt này là em cũng bận nữa, rất là bận, đang xây nhà cũng thời gian trả lời không phải của các bác được, mong các bác thông cảm nhé. Bây giờ ra đồ đó anh em ạ. Ua, dọn được cái chỗ của cái mà các bác nhìn này, cỏ nó cắm chét chét nhoe nhoét mà quần sợ thật. Em mặc quần đùi mới đẻo này, cắm ngứa dặm ngứa cả chân. Hôm nay đánh 10H, không vích 46T đánh 10H cho được cứng. Nóng quá các bác ạ. Qua thì trời thấy trời nó mưa, tưởng này mát trời ngon này, chiều ngủ dậy ra nó trời nó lại bắt đầu nắng đều. Lưỡi đâu nhỉ? Có bác nào đã từng đi câu một quên lưỡi ở nhà chưa? Có đợt em nhớ có đợt đấy em chạy sang bên Quảng Yên câu mà đi thôi khoảng đến 30 cây một qua phà các bạn. Nói chung là đi qua phà mất thời gian lắm. Sáng tới lời rở ra câu thì không có lưỡi. Vâng, chính xác là không có lưỡi. Buộc lòng phải về bác. Chính xác hôm đấy là em đi em phải về, bởi vì bên đấy người ta không có ở đâu người ta bán cái lưỡi lục này. Em sang hỏi toàn lưỡi đơn này. Tìm được mấy tiệm buộc câu toàn lưỡi đơn này. Thành ra nào hôm đấy đi về một quả cái ơi là cay. Nhiều pha thì cũng chuẩn bị đồ đạc kỹ càng mà không hiểu sao đi đến nơi vẫn quên được. Mà đặc biệt em có cái linh cảm này các bạn. Có nghĩa là những lần nào mà em đi ra khỏi ngõ ấy, mà quên đồ ấy, hầu như là hôm đấy em đi làm móng. Lần nào cũng vậy luôn. Từ cái ngày em đi câu đến giờ cứ lần nào mà em quay lại em lấy đồ là hầu như hôm đấy đi là móng không được cái việc gì. Nên là em đi câu em kiêng lắm. Đồ đạc nào cũng phải chuẩn bị kỹ càng. Nếu không quên cái là hỏng hình ngay. Xem ở đây nước nó có sâu không anh em nhé. Đây hành trang là một chai nước khoáng các bác này. Đây là mồi. Mồi thì hôm nay em đánh ổ các bác nhé. Đánh ổ và em có thả xốp. Có nghĩa là bóp xốp sẵn đây anh em nhìn này. Này mày bóp nó chắc vào đó. Bóp thật chắc vào. Đó. Rồi. Bóp thật chắc vào để cho xốp nó nằm ở bên trong. Đấy anh em nhìn này, thả một cục ngay xuống. Đấy, cắm gà em để tránh trường hợp mồi nó ướt quá mà thấm ở bên ngoài nó khô. Tích hẳn một cục này xuống anh em nhé. Đánh ổ này sẽ không đánh bằng bó mồi ấy đâu, này mà đánh bằng lưỡi không thôi. Đấy. Đấy anh em nhìn này, những hạt xốp em găm ở trong đấy rất nhiều rồi. Đợt này quên mua xốp hơi to. Hạt hơi to, kể hạt nhỏ tí nữa là đẹp. Nít cả một quả này xuống làm ổ các bạn ạ. Đấy, chuẩn chỉ đấy anh em ạ. Ui, trời nắng chết cha chết mẹ anh em này. Ướt hết cái áo luôn các bác ngồi, không có cái gì gió nào, sợ thật này, ướt hết cái áo luôn. Bác nhìn, vỗ ra thật nước luôn à. Kinh thật. Nắng kinh khủng luôn, em đang ngồi em chế quả phao nhỏ nhỏ đánh cho nó sướng.
ngồi nghỉ chế cái lụ của bác ấy. Bây giờ mới thấy tí gió này, nóng kinh thật đấy. Bây giờ hôm nay trời mưa, nó mát trời ngon ăn cơ. Chế quả nụ nhỏ nhỏ đánh cho nó xinh các bác ơi. Thêm cái đầu này nữa, nhỏ tí keo cho nó chắc. Cá đợi cũng hơn tiếng đồng hồ rồi, cũng chưa thấy con nào vào. Nắng hôm nay, cá muốn ăn không? Sợ thật đấy. Này em đi mang mũi một chai nước khoáng. Kể ra nay mang đôi chai đẹp quá. Thấy trời nó râm râm chủ quan mang mũi một chai, giờ vẫn thấy khát, phải uống gần hết này. Con này, uống còn mỗi tí. Mà người nước ướt hết áo luôn, vã ra như tắm. Sợ quá. Cho là em nhắc lên thay quả phao mới anh em. Đánh quả bằng nụ đánh cho nó sướng. Đánh gần bờ nhìn nụ nó ok. Ngắm nụ nó thích mắt các bạn ạ. Cứ đánh lưỡi không. Đấy, thế là ok. Đây rồi. Một phi anh em ạ. Trời lại tung xốp anh các bác kìa. Lại tung xốp anh em ạ, có lúc phi. Đẻ quả đẹp phết. Này các bác nhìn nhé. Cũng được cái dãy. Này anh em nhìn này, con đẻ phát lấy tung xốp mình. Giật nó sướng. Ơ rồi con này nó. Wow. Giống các đốc phi cứ để nằm không thì nó cũng tự gỡ lưỡi, cứ vứt không cho nó sợi thoải mái. Con nhìn có phê không? Đấy, con này thì vợ chồng em khoảng chắc chỉ hai con là cá nan là mệt nghỉ đây. Con cũng được con đầu tiên cho rõ anh em nhé. Là một con đầu tiên cho rõ anh em ạ. No. Phải nói là được quả đè phao cũng tương đối đẹp không ạ. Quả em tưởng giật hụt đấy. Một phát đè của anh nhanh tay quả, đúng là giật nhanh tay, xuống cái lịch này. Đấy. Tạo ấy, thả đúng chỗ số 7 anh em nhé. Chuẩn chỉ. Quần nó toán hết cái cây cỏ nó cắm sợ thôi. Dặm rồi. Chít được quần.
hình như phao nó mím mím anh em ạ. Không biết có phải là mím hay là gió nó nghiêng. Theo con mắt của em lúc đấy là nó mím. Đúng là đang mím thật anh em ạ. Mím nhẹ lắm. Còn đấy mà anh em nào tay nhanh hơn não là giật vẫn chết đấy. Quả đấy là quả phải cần tay nhanh hơn não. Theo cái bản xạ đấy, bản xạ mình thấy mím phát giật ngay là chết. Nhưng con này chắc chắn nó sẽ không thoát khỏi tay em. Mím phát nữa cho lên bờ. Này trong đồ phi rồi. Đấy, nó đang ăn mồi anh em kìa. Đang vỉa mồi đấy. Đẩy rồi, ui đẩy rồi, đẩy rồi nha mồi, ấy hàng rồi, hàng rồi. Ui ôi. Đẩy rồi, ui đẩy rồi nha mồi, ấy hàng rồi, hàng rồi. Ui ôi. Chấm 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 anh em ơi. Ui, có chấm cỏ to quá. Ui. Ôi ôi. Hàng hàng, đóng giữa bụng anh em ơi. Hàng rồi, mày chạy đâu em ơi. Wow, có chấm to rồi. Có bác thấy đây rủ đánh sướng không? Đánh cái là giết ngay. Chết rồi, em chưa đau vật, em chưa đau vật. Ui, con này em chưa đau vật anh em ơi. Ui ôi. Chưa vật được, à mà đóng hai nữa ở đuôi. Con này ui trời, con này nhấp. Ui ôi ôi. Con này khỏe lắm anh em ạ. Nó một bụng khỏe lắm, con này em xuống trong phải còn dây nhấc nhấc được con này lên anh em. Ui, mũi là chấm thì như nó khỏe thật. Ui, chấm thì như nó khỏe thật anh em ạ. Bây giờ mấy cái chấm ở kia thì nó chỉ quẫy một hai phát là nó nừ nừ ngay, mà con này khỏe thế. Em bò lên. Bò. Còn con này thì cứ xuống cầm dây nhấc lên anh em nhé. Để nó xuống cầm dây này. Con này xuống cầm dây nhấc lên là được anh em ạ. Dây dù em chắc lắm. Ôi trời ơi mày. Chạy đâu đóng hai lưỡi mà kia thì không thể chạy được rồi. Đừng có con rắn nào nhá. Giờ chỉ sợ con rắn này. Cô cái đốt vào anh em ạ. Cô đốt vào nhấc bóng này lên. Giờ mà xin lộ con rắn hổ mang. Nó lấy trò phát được. Xong xe. Thu đốt nhấc con này lên anh em ơi. Hè hè. Ôi. Đầy đủ chắc các bác ạ. Con này đầy đủ em chắc em nhấc phát lên. Đừng. Đầy đủ chắc.
Wow. Ôi trời ơi các bạn ơi. Wow wow wow. Wow rồi anh em ơi, con này tôi to chưa? Ôi đừng đừng dãy, đừng dãy, đừng dãy. Các bạn nhìn chưa? Chấm thiên nhiên bụng nó gầy nhom luôn. Rồi anh em nhìn này. Nó chẳng có cái tí bụng nào luôn đấy. Thế cầu con này nó sướng đi. Cá này là con này về hấp ăn cực kỳ ngon luôn anh em ạ. Ôi, tình con này nó viết sướng là các bác thấy cái dây dù. Các bạn mình thấy mình đấy. Cái dây dù em kéo sướng thật rít phê kinh thật đấy. Này, anh em mình còn chấm cỏ phê không? Này các bạn nhìn này. Cũng một tí bụng rồi luôn, sợ thật con này về mà này hấp thì tuyệt vời. Đã qua các bác rồi. Các bác thấy dây dù em rít sướng. Đây là dù Nhật mà hàng loại một anh em ạ, dù này nó cực kỳ bền luôn, câu cực kỳ bền luôn. Sướng lắm, nó rít cá kéo nghe tiếng rít em tức. Cái loại dù khác không đều có tiếng rít như vậy đâu. Em câu dù chìm này, dù lõi các kiểu, không thể nào có dây nào bạn đánh bằng dây dù này. Nha, đánh cực kỳ sướng luôn. Úi dồi, hồi trò này bảo rõ anh em nhé. Cực kỳ đã luôn anh em ạ. Thật quá. Công nhận sướng thật anh em ạ. À, vừa thì cố cần vào mới rút được ra. Bể quá. Quả nó đèo phao cũng cực kỳ đẹp luôn. Nín nín phát nào giật. Sướng thật đấy. Wow wow. Đấy anh em thấy chưa? Đi câu sống với được con này thì còn gì tuyệt vời hơn nữa. Cứ đỏ đỏ đúng ổ ở đâu nào. Phang thôi. Chuẩn ổ nó phải số này. Số bây giờ nó tan nó nổi đây đấy. Tuyệt vời. Đóng con cá sướng quá các bạn. Nước hết mất rồi. Còn mỗi tí nó khoáng anh em này. Uống nước cái chỗ này. Đã quá. Ở đây bên kia toàn xe vận tải chạy ổn lắm anh em ạ. Wow. Trời đang chuẩn bị lặn anh em ạ. Câu mới được muốn sóng cỏ một con rô phi. Xong là câu ngoài sông này thì hôm hên hôm xui. Hôm nào hên hên thì cá cuốn ổ đi được nhiều, hôm xui thì được một hai con. Kiểu gì cũng được một hai con, tiếng đánh nục. May là hôm nay em đánh nục thì em mới đóng được bùa đuôi sóng cỏ. Nếu mà đánh đơn đánh tài chắc nào hôm nay khả năng móm, móm toàn tập. Ủa lấy con sóng cỏ đấy hình như ông động anh em ạ. Nó quậy ác quá. Chở mãi chứ con nào vào nữa này. Nó cứ cố ngâm anh em nhé. Đánh ổ này cứ yên. Cứ ngồi thật yên kiểu gì có con sẽ vào. Cứ ngồi thật yên. Nó động cứ yên yên khoảng tiếng nó sẽ vào thôi. Nửa tiếng một tiếng là có hàng là nó lại sẽ lại vào. Thank you.
đây rồi. Ui, đóng. Đây rồi. Ui, đóng. Ui, đóng đóng hàng anh em ơi, chấm chấm rồi. Đóng rồi. Ui. Ui, có chấm anh em ơi. Úi giời ơi, mồi ù lên, còn này còn thứ hai. Đã chưa anh em ơi. Ui, chấm còn, chấm còn. Ui. Ui trời ơi, con này phê anh em ơi. Úi giời ơi, đóng thẳng mặt, con này khỏe lắm anh em ạ. Đóng thẳng vào mặt mày chạy đâu. Ui ôi, cần này mà lì à. Cần lì quá anh em ơi. Ui trời ơi. Mày chạy đâu, lít. Ui trời ơi. Hàng đẹp. Ui. Lỗi chưa? Bo lỗi. Trời ơi. Còn lái còn gì tuyệt vời hơn anh em ơi. Trời ơi. Cái bo mình lột, bo lột mình lên. Á chà. Con này ngon luôn. Ui ôi. Ui thích. Con này khỏe lắm anh em ạ. Quẩn nó một lúc cho nó đuối đuối gì á. Để nhìn xuống nhấc lên anh em nhé. Đóng thẳng mặt. Ui. Chạy đâu. Ui. Lên. Rồi con này xuống nhấp lên. Phê quá. Phê. Xuống nhấp lên anh em, phê quá anh em ơi. Đóng đúng mặt luôn. Mày chạy đâu? Tao dây dù tao nhấc mày lên luôn. Tao dây dù tao nhấc mày lên luôn. Ui dồi ôi, phê quá. Đấy anh em nhìn đúng chất cá chấm thiên nhiên các bác nhìn nhé. Không một tí bụng vào luôn, xã thật. Con này cứ anh em cứ cẩn thận nhé. Cầm bình tĩnh. Cầm chặt cái lưỡi này vào. Tuyệt quá các bác ơi. Phê như một tê. Lưỡi anh em cứ xong rồi ném ra xa nhé. Cứ lằng lằng tí bên cá lại dám ăn khổ. Đấy, các bác nhìn chưa. Wow. Wow, anh em nhìn này. Đúng chất chấm thiên nhiên, bụng gãy thế. Con này về thì đúng được hai con luôn, sợ thật, ngon. Sông nước cầu thế này, các bác bảo có phê không đi câu nó phải như thế này chứ. Mùi ủ chua của em nhá. Đấy. Bảo không có cá thôi chứ có thì bọn này nó vào hết đấy mà. Ủa tay vẫn còn run anh em ạ. Phê quá. Đây được hai con luôn anh em ạ. Để như con tê luôn. Đã rồi. Chật sướng quá. Wow, thả vào giọ các bác nhé. Ôi, tuyệt vời. Hai chú. Ngon quá. Thôi giờ chắc phải thu đồ về anh em, ở muộn lắm rồi. Bây giờ nhà cũng ở xa đấy. Bây giờ thu đồ về sớm một tí về nó tối mất. Tối nay còn đi làm ca đêm nữa cơ. Tí về em tăng ca 8 giờ đã phải đi làm rồi. Phê quá. Đóng được hai con này nó ấm rồi. Hai con mà em Rufy nhỏ nhỏ. Anh em thấy đóng hàng thiên nhiên có phê không? Nó phải như thế. Câu kéo nó phải như thế mới sướng. Cá này ăn cực kỳ ngon anh em ạ. Nhìn cái bụng nó các bác đi câu nhiều. Các bác biết cái bụng nó dài như là trường giang. Không có tí bụng mỡ nào. Tuyệt vời luôn. Cái sốt đâu ấy nhỉ? Em đi câu lúc nào em? Và đi câu lúc nào cũng phải mang theo 4-5 cái lưỡi dự phòng. Anh em mua đồ cũng vậy nhá. Phải mua ít nhất phải 2 cái. Một cái đi giỏng may nó có trục trặc gì. Cái mất lưỡi là lại phải về là khó lắm. Cứ phải mang theo ít nhất là 2 cái. Bình thường em mang 5 cái đấy. Đi một chuyến xa đang đi câu lại mất đồ thì khổ lắm, không có lưỡi hỏng. Wow.
quả của em này các bác này. À, anh em nhìn như thế này đã đủ phê chưa? Cho các bác chiêm ngưỡng nhé. Thấy chưa? Đây anh em nhìn này. Ok, cá các bác nhìn nó không có một cái tí bụng nào luôn, người này đoàn luôn. Hai con phê quá. Con kia to hơn một tí, con này về hấp thì cực kỳ ngon luôn các bác nhé. Rồi, thu đồ về anh em ơi, nhìn này đã, các bác thấy đã. Câu kéo nó phải như thế này nó mới sướng, cuộc đời đi câu này mới sướng nhé. Các bác chỉ đánh lục mới được nhiều này thôi nhé, các bác đánh đơn đánh tài không ăn thua đâu. Em bảo rồi, nhiều bác thì có bảo là đánh lục nó tàn san sát sinh như kia, nhưng cái đấy không quan trọng anh em ạ. Quan trọng là mình phải đi câu được nhiều cá nó mới là vấn đề. Đấy, đã thật đấy. Về thôi anh em ơi. Bọn này bây giờ cứ đi tay cầm sách cả túi về cho nó hoài anh em ạ, mình đi câu được cá mà. No.